Xin chào các bạn, những các bạn mà đang ở Việt Nam ấy mà đang có muốn có ý định là đi du học hay là làm việc ở nước ngoài thì đều có một cái mối quan tâm, đó chính là cái việc mà cuộc sống thường ngày ở cái nơi mà mình sẽ đến nó sẽ ra làm sao. Thì cái chủ đề trong cái vlog ngày hôm nay của mình sẽ phác họa cho các bạn biết được một cái cuộc sống thường ngày ở nước ngoài nó sẽ như thế nào. Đầu tiên phải nói đến là cái vấn đề ăn sáng. Ăn sáng ở nước ngoài thực sự đối với mình là một cái cực hình. Nếu so với Việt Nam thì cái việc ăn sáng ở Việt Nam nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể gọi là mở mắt ra cái là các bạn biết được là hôm nay mình sẽ ăn cái gì. Còn ở nước ngoài thì thực sự các bạn không có nhiều cái sự lựa chọn như vậy. Chán thế, suốt ngày ăn sáng trứng với cả bánh mì. Ui, cũng cho con tiền đi ăn phở vậy. Đây, tiền đây, đi ăn phở đi. Đi ăn nhanh lên nhá. Chán thế nhỉ. Ui, u lại cho con tiền đi ăn phở đi ư? Hôm qua mày vừa mới đi ăn xong mà hôm nay mày lại thèm tiếp à? Nhưng mà con thèm. Chưa kể hôm qua đấy, tao còn đưa mày 10 đô để mày đi ăn phở mà mày ăn tận 3 bát, làm tao còn phải chạy ra quán để trả nợ cho mày nữa đấy. Nhưng mà chị ơi, cho em bát phở. Em ăn phở gì? Một không hành tài chính chị nhá. Lớn rồi mà còn ăn phở không hành. Phở đây, ăn đi. Dạ vâng, em xin ạ. Ăn nhanh lên cho khách khác còn vào nó ngồi đấy mà cảm ơn. Ok. Và nếu đến cái thời điểm này mà các bạn đang sang nước ngoài để các bạn học tập và các bạn làm việc thì các bạn gần như sẽ không có nhiều cái thời gian rảnh. Mà nếu mà có một chút thời gian rảnh thì các bạn sẽ chỉ nghỉ ở nhà thôi. Còn ở Việt Nam thì thực sự là cái chỗ chơi nó rất là nhiều. Các bạn chỉ cần nghỉ khoảng 30 đến 30 phút đến 1 tiếng là các bạn đã có thể gọi là rủ bạn bè ra ngồi chơi, ngồi chém gió rồi. Em ơi, bây giờ mình phải giữ gìn sức khỏe nên là mình phải tăng cường tập luyện thể dục em ạ. Nhưng mà em lười đi tập lắm. Yên tâm, cái này tập nhanh mà lại tiêu hao nhiều năng lượng lắm. Tập môn gì đấy anh? Mình tập bơi. Thôi, tập bơi là phải ra bể bơi, thay quần áo bơi nữa. Mệt lắm, không đi. Không không, cái này mình tập ở chỗ khác. Thế mình tập ở đâu hả anh? Tập ở trong phòng anh. Ơi, mệt quá. Anh ơi. Alo, chờ anh làm tí cà phê bạn nhỉ? Ok. Ok nhé. Ok. Đây à. Lô. Chờ anh làm tí cà. Chiều nhá. Ok nhá. Tầm 2 giờ nhá. Ok. Alo, đến chưa bà ấy? Tao đang ngồi rồi này. Tao đến rồi, ngồi mọt đít ở đây giờ. Đến đi nhá. Rồi. 1 hour later. Alo. Sao má vẫn chưa đến thế? Đi lâu thế? Sao? Cái gì cơ, bận à? Không đi được à? Rồi, thế nhá. Thú vui ở nước ngoài nó cũng rất là khác biệt. Thú vui ở nước ngoài họ rất là thích tập thể dục, họ rất là thích tập gym, đặc biệt là các bạn nữ rất là thích tập gym. Đấy. Còn ở Việt Nam chúng ta thì cái thú vui thì chủ yếu là đi chơi và rất là thích đi hít thở không khí. Ôi trời ơi, mệt quá. Rồi, nghỉ tí đã. Chụp tí, nghỉ tí cho nó khỏe rồi tập tiếp. 15 minutes later. Em ơi, cho anh tập nhờ xà với em ơi. Xà này đang có người tập rồi anh ạ. Xà này em đang tập à? Vâng. Có đúng là em đang tập không đây? Vâng, đúng rồi. Em có chắc là mình đang tập xà không? Ta bảo là chắc rồi mà lị. À, cái con này. Mấy anh, mấy anh đi làm gì tôi? Ôi, anh ơi, em mệt quá anh ơi. Anh ơi, cái tạm em mệt quá. Mình ra ngoài làm tí gió trời em nhỉ? Mình đi đâu thế anh? Chạy vòng hồ. Bây giờ anh ra qua đón em luôn nhá. Ok anh nhá. Anh qua đi. A few moments later. Sao em bảo mình chạy quanh hồ cơ mà? Đấy, mình chạy vòng hồ gì? Anh chạy xe máy quanh vòng hồ hít không khí cho đã. Buổi tối thì ở đâu cũng đi chơi cả, ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì chúng ta cũng đều đi chơi. Nhưng mà cách chơi và cái tụ điểm ăn chơi ở nước ngoài, ở Việt Nam thì nó cũng rất là khác nhau. Điển hình ví dụ như là vân hồng mây giờ đã uống đi mày, tao uống xong rồi đấy. Ôi, tao say lắm rồi. Uống đi, uống thì tình nghĩa anh em nó mới bền lâu được. Ôi, mệt lắm thôi, mệt lắm không uống đâu. Uống đi. Không mà lại uống này, mày không uống này, mày không uống này. Nhưng có một cái điểm chung mà ở nước nào cũng như nhau, đó chính là
Vừa rồi mình đã tóm tắt sơ lược cho các bạn một cái cuộc sống thường ngày ở nước ngoài cũng như là ở Việt Nam. Có thể nó chưa hoàn toàn là đầy đủ, nhưng mà mình nghĩ đây là nó là những cái nét nổi bật nhất mà nếu các bạn đã từng ở nước ngoài thì các bạn cũng đã có thể là trải qua rồi. Điều mình muốn nói ở đây đó là nếu các bạn ở nước ngoài thì các bạn sẽ không có được những cái buổi ngồi cà phê chém gió với bạn bè, hay là những cái món ăn nổi tiếng như là phở, bánh mì, hay là những cái món ăn khác. Nhưng mà bù lại, các bạn sẽ có được cái sự tự do, các bạn sẽ có được cái sự yên tĩnh và các bạn rèn được cái tính độc lập cho bản thân mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn chọn cái cuộc sống nào ở nước ngoài hay ở Việt Nam? Có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe để đón xem những cái video khác của mình trong cái thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!